Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 19 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Chủ đề của phần 19 này là Jiangsu yǒu yǐ wèi wǎn jù yī shēng. Jiangsu yǒu yǐ wèi wǎn jù yī shēng. Có nghĩa là ở Giang Tô, tức là tỉnh Giang Tô. Yǒu yǐ wèi tức là yǒu yǐ cưa thôi. Wǎn jù yī shēng là bác sĩ chữa đồ chơi hoặc là bác sĩ sửa đồ chơi. Quản duy là đồ chơi. Y sân đây là bằng với tay vua đấy. Giang su dầu dĩ quê quản duy y sân. Và sau đây chúng ta tìm hiểu về nội dung chi tiết của cái phần 19 này nhé. Liễu Hải Mỹ sư y miệng ba sử hồ. Liễu Hải Mỹ là Lưu Hải Mai. Sư y miệng ba sử hồ. Ba sử hồ mình dịch là 8X, tức là những người sinh trong thập niên 80 á. Lưu Hải Mai là một người 8X, là một 8X cũng được. Tha sủng xèo, xì hoan cho sổ cung. Cô ấy từ nhỏ là thích làm thủ công rồi, tức là làm những thứ mà bằng tay chân nhỏ nhỏ rồi này nọ đó. Tha sủng xèo, xì hoan cho sổ cung. 2011年到2020年, từ năm 2011 đến 2020, Tha chai y chá quản chư cung sư. Cung chô. Cô ấy làm việc ở một công ty đồ chơi. Tha chai y chá quản chư cung sư. Cung chô. Tan sư là nhưng. Yên quê y chính tờ dĩnh sàng. Yên quê y chính tờ dĩnh sàng. Bởi vì sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Y chính là tình hình dịch bệnh. Đang nói đây tức là y chính đây là nói tới tình hình dịch Covid-19 á. Cung sư quan mệnh là công ty đã đóng cửa. Tham Mỹ là cung do, tham Mỹ dù là cung do cô ấy không có việc nữa, tức là cô ấy bị mất việc. Yin Wei hẳn xì hoan cho sổ cung. Yin Wei hẳn xì hoan cho sổ cung bởi vì rất thích làm thủ công, tức là làm những cái việc mà mình làm bằng tay, thao tác bằng tay chứ không có sử dụng máy móc á. Liễu Hải Mỹ chuyển tình chư chỉ khai ý cơ xèo cung sứ. Liễu Hải Mỹ chuyển tình. Lưu Hải Mai quyết định chư chỉ khai ý cơ sầu công sư là tự mình mở một công ty nhỏ. Bán rỉnh mình siêu bụ hoài là tờ quản duy. Bán rỉnh mình siêu bụ tức là giúp mọi người sửa chữa. Siêu bụ là sửa chữa, âm hóa việc là từ tu bổ. Hoài là tờ quản duy là những cái món đồ chơi đã bị hư. Liễu Hải Mỹ xì hoan rơ cơ cung do. Lưu Hải Mai thích công việc này. Tha giao dung chư chỉ tờ xoan sổ. Cô ấy muốn dùng đôi tay của chính mình. Bà quản chư siêu bù trận. Duyển lại tờ giang giờ. Bà quản chư siêu bù trận. Mang những cái món đồ chơi ra rồi sửa chữa thành. Duyển lại tờ giang giờ là cái kiểu dáng như cũ. Tu bổ lại theo cái kiểu dáng như cũ, thành kiểu dáng như cũ. Bà quản chư siêu bù trận. Duyển lại tờ giang giờ. Yên quê hẳn tố quản chư dì chính hẳn tố nén mấy yếu xỉ là. Yên quê hẳn tố quản chư. Bởi vì có rất nhiều những món đồ chơi. Dì chính hẳn tố nén đã rất nhiều năm mấy yếu xỉ là. Chưa có được rửa. Sổ dì tí dì bù. Cho nên cái bước đầu tiên chiêu sư xỉ y xỉ tham ân. Chính là rửa chúng nó một chút. Rửa chúng một chút. Yên quê hẳn tố quản chư dì chính hẳn tố nén mấy yếu xỉ là. Sở dĩ tí dĩ bù chư sư xỉ y xỉ tham ân. Rãn hô khoan xin tờ. Thiển chung u. Thiển là chữ điền. Chung là chữ sung là bổ sung. Chữ thiển cũng là đắp vào, bù vào đó. Là từ thiển đó. Chữ sung là chữ sung này, chữ sung là bổ sung rồi. Từ u là vật. Như vậy là rãn hô khoan sau đó thì sẽ đổi. Xin tờ thiển chung u. Đổi những cái vật cần bổ sung mới vào, tức là cái gì đó hư thì mình đổi nó vào, thay nó vào. Chữ hoan có nghĩa thay hoặc là đổi. Như vậy là rãn hô là sau đó hoan xin tờ thiện sung ngu là thay những cái vật mà cần thay đổi, cần thay mới vào. Trai là kế tiếp. Siêu bụ là tu bổ, tức là sửa chữa hoặc là đắp vá gì đó. Quản truy sang tờ phô tung. Phô tung là những cái lỗ bị vỡ, những cái chỗ bị vỡ. Tung là những cái lỗ, những cái hang.
qua dị cơ tung là đào một cái lỗ hay là đào một cái hang, ví dụ con chuột thì là đào hang. Rồi po này là bể, là vỡ, po thung là những cái chỗ bể vỡ. Zài siêu bụ quản chi sang the po thung, sau đó là tu bổ hoặc là sửa chữa những cái lỗ, những cái chỗ bị vỡ ở trên các món đồ chơi. Tao xem dài là đến nay liễu hài mấy gì chinh siêu là chỉ bài cưa quản chi là đến nay lưu hải mai gì chinh siêu là tức là đã sửa xong chỉ bài cơ quản chi là mấy trăm món đồ chơi rồi. Chơi chiêu tờ gì cơ quản chi, một cái món đồ chơi mà cũ nhất á, dù lưu sử nẻn là đã có hơn 60 năm, đã có 60 năm. Chơi chiêu tờ gì cơ quản chi, dù lưu sử nẻn là dù tờ quản chi thai chiêu thai phô, có những cái món đồ chơi thai chiêu là cũ quá và thai phô là bể vỡ quá, bể nhiều quá. Rồi thai giao hoa hình chẳng sử chén sai nâng siêu họ, thai giao hoa hình chẳng sử chén, cô ấy phải mất rất nhiều thời gian sai nâng siêu họ mới có thể sửa xong. Chơi chẳng ý sơ, một cái lần mà lâu nhất, chơi chẳng này là chơi chẳng sử chén á, một cái lần mà lâu nhất á, chén chén hô hô siêu là sửa sơ, trước sau phải sửa hết 10 lần. Tiếng Việt mình cũng nói vậy à, trước sau làm hết 10 ngày mới xong, có nói là chén chén hô hô siêu là sửa sơ, trước sau phải sửa hết 10 lần, xải răng tham màn y mới khiến cho cô ấy hài lòng, à, mới làm cho cô ấy hài lòng. Yên quay liễu hài mấy bà quản chi siêu bù ta phê chẳng họ, bởi vì lưu hải mai bà quản chi siêu bù mang đồ chơi ra sửa, tức là sửa đồ chơi, siêu ta phê chẳng họ tức là sửa rất là tốt. Rỉnh rỉnh mình treo tha, mọi người gọi cô ấy quản chi y sân, bác sĩ đồ chơi hay là bác sĩ sửa đồ chơi hay là chữa đồ chơi gì đó cũng được. Quản chi y sân, từ y sân mình có thể đổi thành tai phu. Chào tha siêu quản chi tờ rỉnh duê lại duê tố, những người tìm cô ấy để sửa chữa đồ chơi á, duê lại duê tố là ngày càng đông, ngày càng nhiều. Tha tờ sân y duê lại duê họ, chuyện làm ăn của cô ấy thì đây mình có thể dịch là cho nên việc làm ăn, chuyện làm ăn của cô ấy duê lại duê họ là cũng ngày càng tốt hơn. Sân di là chuyện làm ăn nói chung chung, ví dụ chú này sân di họ, chúc anh làm ăn thuận lợi nhé. Sân di chơi chiên sân di bố họ chua, ví dụ một cái chủ doanh nghiệp nào người ta than như vậy, chơi chiên là gần đây sân di bố họ chua, chuyện làm ăn không có dễ làm đâu, tức là rất là khó làm ăn. Sân di là chuyện làm ăn nói chung. Và sau đây xin mời mọi người nghe mình đọc lại một lần. Lần này xem như là luyện nghe, cho nên mọi người hãy nghe đi nghe lại nhiều lần càng tốt, không cần nhìn lên màn hình càng tốt. Khi mà chúng ta nghe cảm thấy rất là dễ dàng thì chúng ta sẽ học thuộc lòng nó, đọc đi đọc lại nhiều lần cho thuộc và kể lại. Đoạn này thì chúng ta kể trong vòng 1 phút hoặc là hơn một tí thôi là thành công, nếu dài quá là không thành công. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nhé. Liễu Hải Mỹ sư y niệm ba sử hô, ta sống xẻo, xỉ hoan chua sầu công. 2011 年到2020年，他在一家玩具公司工作，但是因为疫情的影响，公司关门了，他没了工作。因为很喜欢做手工，刘海梅决定自己开一个小公司，帮人们修补坏了的玩具。刘海梅喜欢这个工作，她要用自己的双手把玩具修补成原来的样子。因为很多玩具已经很多年没有洗了，所以第一步就是洗一洗它们。然后换新的填充物，再修补玩具上的破洞。到现在刘海梅已经修了几百个玩具了，
最旧的一个玩具有60年了。有的玩具太旧太破，还要花很长时间才能修好。最长的一次前前后后修了10次才让他满意。因为刘海梅把玩具修补得非常好，人们叫他玩具医生。找他修玩具的人越来越多，他的生意越来越好。Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 19 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Chúc mọi người cùng gia đình vượt qua một mùa dịch thật là tốt, an lành. Và nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần nhé. Xin chào mọi người.